có thể chia sẻ khoảng tầm 3 đến 5 yếu tố mà có thể nói là đó là những yếu tố mang tính chất nguyên lý mà bác đúc kết được hoặc là bác tin tưởng là với bất cứ ai khởi nghiệp thì đều phải sở hữu hay là phải có những các yếu tố đó. Thì xin mời bác ạ. Vâng, cảm ơn anh Tô Nhật. Tôi xin trả lời cái câu hỏi đó. Tức là thế này, tôi nghĩ là thành công trong cái sự nghiệp thì nó phải có cái đầu tiên, mà tôi nghĩ là cái mà như anh Nhật cũng vừa nói và bản thân tôi cũng suy nghĩ là phải có một cái quyết tâm rất cao. Cái đó là cái yếu tố gọi là cái ý chí của cái người mà khởi nghiệp. Nhưng cái thứ hai cũng vô cùng quan trọng là cái định hướng chiến lược kinh doanh mà chúng ta gọi là strategy policy, tức là cái chiến lược phát triển của anh như thế nào. Thế thì ở đây cái chiến lược ấy chính là cái mà anh phải tận dụng tối đa cái khả năng suy nghĩ, phân tích, vừa phân tích thị trường, đánh giá thị trường, đánh giá về cái năng lực bản thân mình, đánh giá về cái tiềm năng vốn liếng của mình, tài chính của mình, điểm mạnh, điểm yếu của mình như cái tôi có phần nói. Thì trên cơ sở ấy, anh mới quyết định là anh định hướng anh đầu tư vào đâu, anh làm cái gì. Bởi vì có những anh là anh giỏi võ mà anh đi viết văn, ngược lại anh là giỏi văn thì anh đi đánh võ, thì tức là anh toàn làm ngược cả thì không bao giờ anh thắng cả. Hoặc là ví dụ như tôi nói, ví dụ như chẳng hạn như là anh làm dịch vụ rất giỏi nhưng anh đi anh làm một cái công cụ về sản xuất công công nghiệp, thì làm sao có cái anh có thể phù hợp được. Cho nên những cái đó anh phải biết được là cái thế mạnh của anh ở cái chỗ nào. Và cái này nói thế thôi nhưng không phải là dễ, bởi vì chúng ta hay ngộ nhận thấy người khác làm như thế chúng ta cũng tính rằng à như vậy là họ làm như thế được, nhưng có thể người khác làm thành công mà chúng ta làm lại không thành công, bởi vì cái tiềm năng của mỗi một người nó một khác nhau. Như tôi nói từ ban đầu, cái vị trí của chúng ta, hoàn cảnh, điểm xuất phát của chúng ta khác thì chúng ta không thể bắt chước dập khuôn được. Nhưng tôi nghĩ là trên cái cơ sở đó phải có một cái định hướng, một cách gọi là định hướng chiến lược một cách chính xác, mà cái này nó cũng có thể nói là cái yếu tố quyết định của cái sự thành công. Nếu như anh chọn nhầm thì cái việc mà anh thất bại là gần như là rất là cao. Thế còn cái thứ ba là tận dụng các cơ hội. Cái chi phí cơ hội ở đây là lúc đó anh làm cái gì thì anh cũng lại phải quan sát để xem là cái phân tích của anh là nếu như thế nào anh tận dụng được cái cơ hội ấy mà đưa ra được cái quyết định của mình nó chính xác. Thế thì cái quyết định của mình mà tận dụng được cái cơ hội thì đấy nó cũng sẽ tạo ra cái khả năng thành công rất là lớn. Thế còn lại cái cơ may thì tôi nói là nó chỉ là một cái mà cũng là nói vui, và nhiều khi nó cũng làm cái yếu tố ngẫu nhiên, nhưng mà trong cái yếu tố ngẫu nhiên đấy đôi khi nó cũng đóng góp làm cho cái thành công của anh tốt hơn, nhưng mà nó không phải là yếu tố quyết định, không phải yếu tố quan trọng số 1. Thế thì theo tôi đấy là nó có khoảng mấy yếu tố chính như vậy. Thế còn thực ra thì nếu như mà để gọi là đi phân tích cụ thể thì nó sẽ còn khá nhiều những các cái điểm nhỏ khác nữa, nhưng mà tự chung lại nó vẫn gồm có ba cái điểm chính như vậy. Thì tôi cho đấy chính là cái đúc rút của bản thân tôi từ trong cái quá trình mà tôi làm cái công việc của tôi. Tuyệt vời. Vâng, Hãy như vậy là qua cái ý kiến của bác Hiệp ấy thì tôi có thể tóm lược lại là đầu tiên là phải có ý chí. Các cụ có câu là nếu như mà chí không cao, à đâu, trong cái bài hát của Trần Tiến nhỉ, Trần Tiến viết một bài hát về doanh nhân ấy, chí không cao thì sao mà lại cùng thế giới, đúng không? Tức là nếu như làm khởi nghiệp mà không có chí, không có chí thì không thể bền lòng được. Mà trong cái đó thì trong quá trình mà kinh doanh ấy, thì tôi cũng đã 2 lần phá sản, tôi rất là hiểu biết, hiểu được những cái điều mà bác Hiệp vừa chia sẻ. Và nhưng mà tôi thì không khuất phục, tức là tôi lại tiếp tục với mong muốn khát khao trở thành một doanh nhân thành đạt, và vì vậy cho nên là tôi đã không khuất phục trước cái sự thất bại đó. Và với cái ý chí là nhất định mình phải thành công thì mình lại phải là để đi tìm kiếm xem là cái kiến thức nào, các kỹ năng nào cần thiết của một người làm chủ để trở thành một doanh chủ thành công. Thì với cái chí đó nó đã dẫn đường cho tôi, chỉ lối cho tôi, và đến bây giờ tôi có được ngày hôm nay là bởi vì cũng nhờ cái chí như bác Hiệp nói, tức là phải cái chí quyết tâm cực kỳ cao. Và bác Hiệp lúc đó bác mặc dù là bác là một người kinh doanh rất thành công ở góc độ vai trò là một doanh nghiệp nhà nước, tổng giám đốc của một công ty nhà nước rất thành công, tuy nhiên bác thì tại thời điểm đó bác cũng đã định là vui vẻ với số tiền bác có rồi. Bác không phải là người mà cũng
là vì cái vấn đề là nhất định phải giàu có. Nhưng mà tại cái thời điểm đó, chỉ vì một cái là hối thúc bác, tức là bác muốn để khẳng định mình là người là làm được, và mình là người mà có thể nói rằng là nhà nước, không phải là chỉ là bám vào nhà nước, mà mình có thể làm hoàn toàn ở góc độ tư nhân, để bạn muốn, để bác muốn khẳng định bác, và đấy là ý chí của bác. Thế là tôi cho rằng đấy là một động lực cực kỳ mạnh mẽ. Cho nên là khi mà chúng ta mà muốn để khởi nghiệp thành công, thì ngay khi bắt đầu chúng ta phải có một cái động lực nào đó, mà nó phải là một động lực cực kỳ mạnh, nó thôi thúc chúng ta để thúc đẩy chúng ta tiến về phía trước. Chứ còn nếu không ấy, trong quá trình mà chúng ta làm ấy, chắc chắn sẽ gặp những cái vấn đề cực kỳ khó khăn, cực kỳ vất vả. Và nếu chúng ta không có đủ cái lý trí, không có đủ những cái gọi là ngọn dẫn đường, thì có thể chúng ta sẽ bị gọi là gì, là bỏ bỏ cuộc giữa đường. Đấy là yếu tố thứ nhất mà tôi thấy là tôi cực kỳ tán thành với lại ý kiến của bác Hiệp. Cái ý kiến thứ hai đó là bác nói rằng là mình phải phân tích cái định hướng, cái chiến lược kinh doanh của mình dựa trên cơ sở cái sở trường của mình. Mình không không nên là chọn lựa những cái thứ mà có thể ai đó làm kinh doanh thành công. Ví dụ bác Hiệp kinh doanh thành công ở mảng bất động sản là bởi vì bác có cái điểm mạnh riêng, đúng không? Cái quan hệ của bác, cái kinh nghiệm của bác, và đồng thời cái bối cảnh của bác lúc đó là bác cho rằng là cái việc đấy là bác chọn cái đấy là nó phù hợp với sở trường của bác. Nhưng với một số anh em ở đây chưa chắc đó lại là sở trường. Cho nên bác nhấn mạnh là mình phải chọn cái sở trường. Mà tôi gọi cái đấy nó chính là cái USP của mình, tức là cái điểm đặc biệt của mình. Cái điểm đặc biệt đấy thì mỗi người sẽ có những cái điểm đặc biệt riêng. Mà tôi tin rằng là các bạn ở đây sẽ có những các cái điểm mà nó vượt trội hơn người khác. Và từ đấy chúng ta có thể là thích nghi cũng như là chọn lựa những các cái dịch vụ, chọn lựa những các cái kinh doanh mà phù hợp với lại cái sở trường đấy của mình, giống như là bác Hiệp chia sẻ. Tôi cho rằng đây là bài học rất là tâm đắc, và thực sự rằng là kinh nghiệm của cá nhân tôi cũng như kinh nghiệm của tập đoàn Nam Cao. Năm nay chúng tôi có 25 đơn vị thành viên rồi, và qua quá trình lịch sử khởi nghiệp, và ngày mai chúng tôi lại bắt đầu khởi công một cái công ty mới, và chúng tôi liên tục khởi nghiệp những cái dự án mới. Như vậy tôi thấy rằng là bác Hiệp nói hoàn toàn chính xác. Nếu như chúng ta không phân tích đánh giá về cái tình hình, bối cảnh cũng như là cái sở trường của mình, mà chúng ta cứ lao đầu chạy theo số đông, chạy theo bên chỗ những người này người kia làm thành công, và chúng ta cũng nhảy vào, thì có thể chúng ta sẽ phải trả giá bằng cái sự thất bại. Vì vậy tại sao mà những cái người mà đi kinh doanh mới, thì ông chủ tịch của Cao, anh trai tôi nói là đừng có nhảy nhô, đừng có thấy rằng cái thằng hàng xóm nó kinh doanh thành công, làm phở kinh doanh thành công thì ông chạy sang làm phở. Xong rồi làm phở một thời gian thấy rằng mình không thành công, không thấy rằng làm dược thành công, lại nhảy sang làm dược. Thì như vậy là cuối cùng là chúng ta cứ nhảy nhô suốt và không cái gì ra cái gì cả. Mà buộc là chúng ta sẽ phải làm sao là chọn lựa những các cái chiến lược kinh doanh cho phù hợp với cái sở trường, phù hợp với những các cái điểm mạnh và những các cái vốn liếng của mình. À, thì đây là cái thứ hai. À, cái thứ ba nữa là bác có nói là chúng ta phải biết tận dụng cơ hội, đúng không? Tức là chúng ta phải nhìn thấy được cơ hội. Mà cha giàu tức là cái cuốn sách Cha giàu cha nghèo ấy, thì cha giàu có nói rằng, tác giả Robert Kiyosaki có nói rằng là gì, là nếu như chúng ta mà kinh doanh ấy, thì yếu tố rủi ro nhất đối với lại bên chỗ chúng ta chính là cái người kinh doanh, tức là cái người chủ ấy là yếu tố rủi ro nhất. Nếu như chúng ta mà đã trải qua những các cái quá trình được được học tập, chúng ta đã trải qua những cái quá trình rèn luyện, thì khi mà chúng ta đạt đến một cái trình nào đó, chúng ta phải nhận ra được các cơ hội, giống như bác Hiệp nói. Tức là ở đấy chúng ta sẽ nhận ra cơ hội kinh doanh mà những người khác không nhận ra được. Thế cho nên là cái việc mà qua bác Hiệp phân tích, thì tôi lại là một trong những con người có cái nhìn tổng hợp, và tôi cũng muốn phân tích thêm là tôi cũng hoàn toàn đồng ý với bác. Nhưng mình để có nhận ra cơ hội đấy thì chúng ta lại phải là những người mà chỉ có đọc sách, chỉ có trải nghiệm, chỉ có là học hỏi,